18 năm sau. Vợ chồng ông Phụ Oai chết chỉ cách nhau chưa đầy một tháng. Bà Phụ chết khi đang ngồi đánh tứ sắc với ba người bạn. Vừa đặt những lá bài xanh xuống chiếu thì bà gục luôn. Bà chết thật im. Mặc dù trước đó suốt nhiều tháng bà đã mắc chứng mất ngủ triền miên. Ông Phụ Oai thì suốt 3-4 năm trời ông sống trong nỗi cô đơn và ẩn dật. Ông chết khi đang ngồi trước nhà vào lúc nửa đêm. Khi người ta phát hiện thì thi thể của ông đã cứng đờ. Lúc đem xác ông đi tìm thì người ta mới phát hiện trong tay ông đang giữ một tờ di chúc đã lập, có chữ ký rất rõ ràng. Bất ngờ nhất là nội dung bản di chúc ghi những điều mà chẳng ai ngờ tới. Toàn bộ tài sản dành cho một người con gái tên là Lê Thị Liễu, tự là Úc Liễu. Có người hiểu chuyện đã thắc mắc. Hơn 18 năm trước, cô Úc Liễu đã chết và nghe đồn đã biến thành ma. Vậy lấy đâu ra Úc Liễu để hưởng tài sản? Trong lúc đó, đám tang ông Phụ đang diễn ra thì có một cô gái khoảng 18-19 tuổi xuất hiện. Cô đi một mình và chẳng quen biết một ai. Nhưng khi cô bước đến trước một quan tài thì ai cũng ồ lên ngạc nhiên. Úc Liễu! Đó là những người từng biết mặt Úc Liễu, con của vợ chồng Tám Hạo trước kia. Họ nhìn không chớp mắt cô gái trẻ như không tin vào mắt mình. Cô này giống Úc Liễu ngày xưa chứ hay giọt nước. Có người đánh bạo lên tiếng hỏi: cô là Úc Liễu hả? Cô gái gật đầu: tôi là Úc Liễu nè, con của Tám Hạo. Cô gái lắc đầu: không phải, tôi con của Úc Liễu. Chẳng ai hiểu cô ta muốn nói gì. Chợt khi đó có một cụ già râu tóc bạc phơ từ ngoài bước vào lên tiếng: đó là cháu ngoại tôi. Nhìn kỹ thì đúng là Tám Hạo. Ông quay sang cô gái: đó là con của Úc Liễu. Và mặc dù là con một, nhưng để nhớ má nó nên tôi đặt cùng tên là Úc Liễu. Đốt một nén nhang, ông bảo cô gái: dẫu sao thì đây cũng là người đã sinh ra ba tình, mà ba tình lại là cha của con. Vậy nghĩa tử là nghĩa tặng. Con hãy đốt nhang và lại ông phủ ba lại cho phải lễ. Cô gái tên Úc Liễu làm theo lời một cách khá cung kính. Xong cô tiếp nhận chiếc phong bì của chiếc bản di chúc để trên nắp quan tài. Cụ Tám Hạo bảo cô: con hãy làm theo đúng những gì ông đã dặn. Úc Liễu dạ một tiếng và rút ngay bản di chúc ra đọc lớn cho mọi người nghe. Xong bảo một cách nghiêm túc: đây là tài sản mà tôi không mong đợi nhưng lại được. Mà tôi lại không cần đến nhiều tiền như vậy. Cho nên hôm nay trước mặt mọi người ở đây, tức những người đã từng bao năm làm tôi tớ trong nhà này, tôi tuyên bố sẽ chia đều số tài sản cho từng người một. Ai cũng có phần, không phân biệt già trẻ bé lớn. Những tiếng quan hô vang dậy của ngôi nhà lớn, nơi mà lâu nay đám gia nhân này không ai dám hó hé nửa lời, chỉ trừ một người. Người đó vừa từ ghe bước lên, nói ngay: tôi là cháu nội đích tôn của nhà này, vậy thì ai có quyền hưởng di chúc? Một gia nhân nói nhỏ với người bên cạnh: 18 năm trước chính ông Phụ ẵm thằng bé này về. Nó là con của ba Tình với Lan Hương. Nó giống ba Tình từ chốc dáng tới tính tình. Lớn lên nó phá tiền ông bà Phủ không biết bao nhiêu bà kể. Chính hiệu là một phá gia chi tử. Một người khác nói: hắn gần đây bỏ nhà đi quan, ông Phủ Oai chịu hết nổi nên tuyên bố từ hắn ta không cho hưởng bất cứ tài sản nào của ông. Tưởng hắn đi luôn, ai ngờ giờ trở lại. Bà chú nuôi thêm vào: thằng này chính là quan gia của ông bà Phủ. Chính vì nó quá giống ba Tình nên được nuôi nắng và cưng chiều. Nhưng ngay từ khi mới 5 tuổi đã mắc dại hỗn hào, chỉ biết chê quan, chẳng mà đến học hành. Có lần khi đó nó được 10 tuổi, theo bà Phủ đi lễ chùa, có một bà già đứng nhìn nó thoáng chốc rồi nói với bà Phủ: thằng này đâu phải là người, nó là ma đầu thai đó. Nó vốn là một quái thai được cải thành người để trả thù. Nó không hề có linh hồn một con người. Bà ta nói xong thì biến mất. Bà Phủ sợ hãi nhìn sang cháu đích tôn, nhưng thằng bé hai thiện chẳng biểu lộ chút gì là quan tâm đến lời của bà lão lúc nãy. Khi đến trước chùa, nó bảo bà nội: bà vô đi, tôi không hợp với nhang khói và tượng Phật. Và từ đó không phải là lần đầu tiên nó không vào những nơi chốn tôn nghiêm. Biết vậy
nên từ đó bà Phổ cũng không ép dặn nó đi chùa chiền hay lễ cúng gì cả. Về nhà, bà đem chuyện bà lão nói kể cho ông Phủ nghe. Ông cũng hơi lo, nên nói đút được con Lan Hương trao đứa nhỏ tôi cũng nghi nghi. Nhưng vì hôm đó quan mang nên tôi không làm sao từ chối. Lúc nó vừa 15 tuổi đã đòi cưới vợ, bị ông bà Phủ phản đối. Nó làm ầm ĩ lên, còn đe dọa nếu không cưới ngay cho tôi con vợ thì tôi sẽ bán tài sản nhà này cho coi. Từ đó hai thiện trổ thối chăn qua và còn hơn cả ba tình thời trẻ, đã có trên chục cô gái ngây thơ nhẹ dạ trong làng bị hại chinh tiết dưới bàn tay của con yêu cầu xanh này. Bà chủ em ngừng kể, bởi lúc đó bỗng dưng hai thiện đưa mắt nhìn bà một cách thằng thọc, rồi hắn tiến về phía bà hắt hàm bảo: Bà có nhớ hồi tôi 16 tuổi tôi đã nói gì với bà không? Bà chủ hơi chột dạ, bởi thời đó trong một cơn say hắn đã bảo rằng bà có ba đứa cháu gái, vậy hãy liệu chuẩn bị ngày đưa họ tới nạp cho hắn, để hắn kêu bà bằng cô, bằng dì. Tưởng hắn sai, ăn nói bị bà rồi thôi, nào ngờ bây giờ hắn nhớ và nhắc lại: Cậu hai đừng nói vậy, các cháu tôi á lấy chồng hết rồi. Bà vừa đáp vừa tìm cách chui ra khỏi đám đông, nhưng Kha Thiện vẫn nói với theo: Bà ra ngoài bến á, đón cháu vô đây để tang ông cố. Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc cả ba đứa cháu của bà vú tư xuất hiện. Trên tay họ đều bế theo con còn trong tháng. Vú tư đứng lặng người chết điếng trong lúc lần lượt ba đứa cháu bà đều bước vô lại chiếc quan tài y như là con cháu thứ thiệt. Hai thiện có vẻ đắc chí đứng nhìn họ. Sau đó hắn quay sang cô gái đang đứng cạnh Tám Hạo: Con này mới tới đây để làm vợ bé ta phải không? Vậy thì... Hắn vừa định nắm tay cô thì đã bị ngay một cái tát nổ đơm đớm. Giọng cô gái sắc lạnh: Má tao sai lầm khi để mày lớn lên trong nhà này. Ngày ấy bà chỉ nghĩ rằng sẽ dùng mày để phá cái nhà này, tội ác này, rồi sau đó sẽ bắt mày đem đi. Nhưng không ngờ mày nhờ vào giống hồn ba tình theo phò chợ nên đã thoát được sự kiểm soát của má tao và lộng hành càng dữ. Nhưng chạy trời không khỏi nắng đâu, quân xấu xa kia. Cô nói xong vuông tay thêm cái nữa, lập tức khai thuyền khủy chân, quỳ gói ngay trước đầu quan tài. Hắn cố dùng dậy đứng lên, nhưng dường như đã bị chôn chặt chân ở đó. Cô gái lạnh lùng bảo: Hãy lại người đã cưu mang và khốn khổ vì mày, rồi quay ra lại hết mọi người ở đây để tạ tội bấy lâu nay. Làm đi. Mệnh lệnh được khai thiện làm theo xăm sắp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi lại xong, bỗng hắn lăn ra sàn nằm bất động. Cả ba cô cháu bà chú cùng lúc ôm con chạy bay ra bờ sông. Phú Tư chạy theo gọi lại: Tụi bay nói tao nghe coi, tại sao vậy? Lần lượt từng cô đều thuật lại câu chuyện giống nhau. Ngay trong đêm tân hôn, bỗng chồng của cháu biến mất, thay vào đó là một người đàn ông lạ. Hắn ép tụi cháu thành thân mà không tài nào cưỡng lại được, bởi hầu như tay chân miệng mồm của cháu đều bị tê liệt. Tụi cháu để mặc cho hắn ta, muốn làm gì thì làm. Một cô gái nói tiếp: Sau đó thì hắn bỏ đi, chồng tụi cháu nó trở về. Vì quá xấu hổ nên tụi cháu không dám nói ra chuyện xấu xa kia. Rồi vài đêm hắn lại tới, cứ ẩn cứ hẹn như là ma vậy đó. Khi hắn vô phòng tụi cháu thì chồng tụi cháu cũng tự dưng đi đâu mất, đến ngày hôm sau mới trở về. Cứ như thế đến lúc tụi cháu mang thai và sinh con. Cô thứ ba kể: Mãi khi sinh xong con ấy, tụi cháu mới biết người đàn ông như ma như quỷ kia chính là cháu nội của ông Phủ Quay. Hắn chẳng đến báo tin ông Phủ Quay chết, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cả ba chúng cháu đều như bị sự sai khiến vô hình nào đó đã ôm con tới chỗ đám tang này. Và từ trong nhà bỗng có tiếng quyên náo khác thường. Bà chú và ba cô cháu gái đều chạy vào. Chiếc mặt họ, chiếc nắp quan tài đã bật ra trước sự sợ hãi của mọi người. Xác của ông Phủ Quay vẫn nằm im, trong khi hai thiện thì đã động đậy. Anh ta cố đứng lên thì thật bất ngờ bỗng lao vào quan tài, nằm chồng lên xác của ông nội mình. Kìa, kéo anh ta ra! Mọi người la lên và nhào tới định kéo hai thiện ra, nhưng khi tay họ vừa chạm đã phải bật ra, vì tay của họ như chạm vào một lò lửa vậy. Chỉ có hai người là không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, đó là ông cháu của Tám Hạo. Cô gái bảo ông: Đã đến lúc kết thúc rồi đó.
họ quay bước ra ngoài với vẻ bình thản. Khi họ vừa ra tới sân thì trong nhà có ai đó la lên: "Cứu Hải Thiện ra đi!" Cùng lúc đó thì chiếc nắp quan tài tự nhiên đóng sập lại, nhốt cả Hải Thiện trong đó. Vài người cố cài nắp quan tài lên, nhưng dù có cố gắng đến mấy, họ cũng không tài nào làm được. Tám Hạo nói vọng từ ngoài sân: "Đem chôn họ đi." Nói xong, ông ra dấu cho cô cháu xuống ghe. Tuy nhiên, cô gái đã quay đi về một hướng khác, vừa nói: "Con cảm ơn ông vì sự nuôi nắng từ bấy lâu nay, nhưng số con chỉ tới đây thôi. Con phải trở về nơi con sẽ gặp được mẹ. Ông gán mà sống thêm ít năm nữa." Tám Hạo lặng người đi trước cuộc chia tay đột ngột mà ông không hề nghĩ tới. Mặc dù từ lâu ông vẫn có linh tính một điều gì đó. Ông Tám nhớ rất rõ, cách đây hơn 16 năm, lúc ông đang nằm ngủ ở nhà thì chợt nghe tiếng gọi của Út Liễu báo cho ông biết rằng cô đem về cho ông một đứa cháu ngoại, bảo ông tới một trại ruộng cách đó hơn 2 cây số để nhận cháu đem về. Khi ông Tám Hạo tới đúng lúc chỗ đó thì thấy một đứa bé mới sinh được ủng trong một chiếc mền cũ. Đứa bé gái vừa mới vài tuổi bị bỏ nằm một mình, nhưng đã nhận ra người thân. Ở dưới chỗ nằm của đứa bé có ghi mấy chữ, đặt tên nó là Út Liễu như tên con, và ba cứ xem như con còn sống vậy. Khi lớn lên, con bé tỏ ra ngoan hiền hiếu thảo. Một tay nó đã lo cho ông ngoại đầy đủ. Nhờ vậy Tám Hạo đã sống thọ đến tuổi trên 80. Mặc dù cuộc sống đạm bạc thiếu thốn. Đến sáng đó, bỗng dưng cô cháu gái giục ông xuống ghe và nói: "Tới để chứng kiến ngày tàn của nhà họ Phủ Oai." Mọi việc hình như đã được dự liệu trước, nên khi đến nơi thì tuần tự đã xảy ra những điều mà cô gái đã nói trước với ông ngoại lúc ngồi dưới ghe. Chỉ vì có việc chia tay, đến phút này cô mới nói. Đứng nhìn theo đứa cháu biến mất dần dần trong đường làng, Tám Hạo chỉ nhẹ thở dài rồi chậm rãi bước xuống ghe, chèo ra sông lớn. Gió nổi lên đột ngột, làm chiếc ghe như bị sức mạnh kéo mạnh, làm nó đước đi thật nhanh. Ra đến quá nửa sông, bỗng ông Tám cảm giác chóng mặt, không gượng được, đã ngã ngửa trên dàn ghe. Hơi thở của ông nhẹ dần cho đến lúc tắt hẳn. Con người nhan hậu suốt đời gian khổ này đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Chiếc ghe cứ trôi mãi theo con nước ra biển.